Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 210.000 tốc cần class. Chương trình này góp này gắn đinh cho 200 member may mắn nha bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click vào link mô tả dưới video mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram đó nè. Rồi tiếp tục bạn follow tại Twitter nữa nè. Trên tài Twitter này bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn like nè, bạn chỉ dành cho tweet nè. Các bạn tăng dạy người bạn mình vào, các bạn tweet lại nha các bạn. Sau đó thì các bạn nhấp vào cái link phong này nè các bạn. Cái link claim nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì bạn địa chỉ BNB Smartchain cho các bạn vào. Mình thì phá những kèo random mất ích gì đó các bạn. Một khi trúng được một hai kèo các bạn sẽ thấy giá trị của nó. Rồi tiếp tục mình điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nè. Còn WinVNN9. Rồi tiếp tục thì bạn điền là username Telegram. Bạn đã join sau cái group nè. Thì bạn mở Telegram bạn ra nè. Nhấp ba cánh cùng nè. Nhấp vào setting. Copy username bên chỗ này. A cộng anh 301, 302. A cộng anh 301, 302. Rồi cái mục này thì sao ta? Phan em coi các bạn. Ở đây thì hỏi bạn đến từ quốc gia nào thì các bạn chọn vào Việt Nam nha các bạn. Mục này các bạn nếu mà cái các bạn ghi được Việt Nam thì bạn ghi, các bạn không ghi được bạn bỏ qua nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô submit nè. Vui lòng điền chuyện này. Thì cái mục đó thì các bạn vào Zalo của tất cả bạn, các bạn ghi dùm Việt Nam nha các bạn. Ghi Việt Nam. Rồi bạn gỡ nè. Rồi bạn copy lên các bạn. Rồi bạn chở vào đây. Bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm vào submit. Để giới thiệu qua đâu Telegram đi. Rồi bạn bấm submit nha bạn. Kỳ ta. Bạn bấm submit là xong rồi các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.